Rồi, kênh Mai Vàng Hùng Anh xin chào các bạn nha. Hôm nay em ra tại quận Bình Tân để mà xử lý cho cái vườn mai của cái anh này. Anh nhờ ra tới đây để xem nè, xử lý cho anh nè. Mà mấy cây mai anh chăm sao mà 3 tháng rồi nó xi nè, anh vô nước biển luôn nè anh em. Anh không biết cái bịch nước biển này nè, anh đóng vô thân nè, vô nè, cây nào cây nấy nó xi như vậy rồi nè. Nhờ ra xử lý cứu nè anh em. Mà mai hoành lớn không á anh em. Mà anh chăm sao mà để xi quá trời xi, rồi vô cái ống vô nước biển đóng vô thân vô nè. Giờ anh nhờ ra đây xử lý nè. Thì em cũng quay để cho anh em xem cái vườn mai này, cái tiến độ nó xi. Anh em thấy nứt da nứt cành hết trơn không? Nè, nó quéo vậy nè. Còn 3 tháng trời đó anh em. Giờ anh nhờ xử lý thì mình cũng đây ra. Em thì em không chịu làm, nhưng mà anh kêu thôi cứ phá ra đi rồi làm lại được, coi nó sống được thì nó sống, còn không được thì chết bỏ, chứ cũng không có mà quan trọng gì hết. Nhưng mà em kêu bỏ đi rồi mua cây khác mà anh không chịu, anh đòi xử lý lại. Nên nay em tiến hành xử lý lại cho anh nè. Anh em thấy cây mai nào nấy không, nó nứt da nè. Nè, vô nước biển không à anh em. Nó khô héo nhánh luôn rồi nè, bẻ anh em thấy không, nó ái hết trơn rồi. Bây giờ nó còn có cái củ này không à, cái củ này còn vào được xanh xanh nè anh em. Nó là giờ anh kêu xử lý thì cứ xử lý thôi, cho anh em xem là vô nước biển nè. Còn đây nữa nè anh em, nó nứt về nè, đóng nước biển vô nè. Đó. Cái vườn mai này của anh xi hết nữa, hết trơn luôn anh em nè. Từ Tết giờ 3 tháng rồi nè. Ra được có nhiêu đây nè anh em. Nè. Anh chùa anh cũng làm chùm bọc tùm lum hết trơn mà không có cây nào khỏe hết trơn nè. Vô nước biển không à. Nè. Bây giờ anh em xem cái tiến độ của cái vàng mai này sao nè, nó xi vậy không nè. Nó giờ anh kêu ra đầu xử lý lại cho anh hết nè. Nè, vô nước biển cây nè. Chà bá không? Anh em thấy không? Nó khô trên luôn. Mà kêu bỏ ổng tiếc. Ổng kêu xử lý lại. Còn được ở đây còn được 3 gốc này thôi anh em. Mà mai hoành đâu phải hoành nhỏ đâu anh em, hoành bự không à. Mà vậy đó. Còn được một gốc này nè. Mà cái tình trạng cái gốc này bây giờ ảnh kêu xử lý cái cây, mấy cây này thì chỉ ảnh kêu thay chất trồng lại. Mà nó đang đi được non vậy này, gặp anh em không dám đâu. Nhưng mà em gan lắm, em thay chất trồng lại mấy cây này hết rồi anh em. Em phải xử lý cho anh em xem nè. Vậy mà không xử lý lại hết sao được anh em. Mai cũng hình đồ đẹp lắm chứ. Đó, cái tiến độ mà da đồ nó khô anh em thấy rồi đó. Nhưng mà vô nước biển da này nó còn xanh xanh nè anh em ha. Xanh cái dạng như xanh ái á. Rồi để em xử lý mấy cây mai này. Rồi mà mốt em ra đây em cập nhật lại cho anh em xem ha. Chắc hết cái vườn này em xử lý chắc khoảng 1 tuần à. Đã hốt 3 cái chất trồng này ra vô bao, rồi ngâm nước thuốc lại. Rồi mấy trồng. Mà chắc nước biển này chắc cũng để vô hỗ trợ phụ nó luôn anh em, chứ không có tháo nước biển này ra đâu. Anh em thấy cây hoành lớn không à. Cái vườn mai này anh để xi vậy quá trời tệ luôn, phải anh kêu sớm sớm còn có thể em cứu nó sống lại. Nó nứt da nè anh em thấy, rãnh nó trồng luôn không. Mấy cây này thì cũng chưa đến nổi, nó chưa nứt. Để mà lấy cái thuốc của em mà em thử em giật lại coi nó sống nổi không, quay cập nhật lại cho anh em xem ha. Chứ giờ thì em cũng làm hết khả năng thôi, tại mình dân chơi mai mà, chứ không lẽ bỏ nó chết thì cũng uổng quá.
toàn là cây hoành lớn không, hoành 60-70 không anh em, 50-60 đô lên. Hút hết ba cái chất trồng đó luôn nha. Mấy cây này chắc cắt vắn lại luôn như cây phôi luôn á. Chứ không còn đường nữa. Chứ nó khô như vậy nó ái hết trơn rồi. Phải cái da nó còn xanh cũng đỡ quạo nữa. Có miếng nào đâu nè. Khô cành hết trơn. Coi một gốc, hai gốc, ba gốc, bốn gốc, năm gốc, sáu gốc, bảy gốc khô, tám gốc khô. Còn lại được một gốc, hai gốc, ba gốc, bốn gốc là còn năm gốc còn được chặn ngang như vậy thôi. À, như vậy nè. Cây hình thú đồ không đẹp hết biết. Anh em thấy không? Cái mấy cây này sống mà da nó cũng nứt hết trơn nè anh em. Cây già mai này nó xi hết trơn rồi. Xi quá trời xi mà. Nhưng giờ phải xử lý lại thôi, làm công mà anh em. Làm mà người ta trả tiền công tiền ngày mà. Nên mình cũng gắng, mình biết nghề chút đỉnh rồi gắng mà xử lý cho anh em. Đó, rồi để hôm nay em quay để xử lý nè, đang hút phân ra nè anh em. Mà bộ rễ nó vô nước biển, bộ rễ nó còn đỏ nè. Nó thúi dày nè. Anh em thấy không? Mấy rễ cám nó còn hơi đỏ đỏ. Cái này không biết nó bị tắc nghẽn sao mà để nó khô da luôn anh em. Chuột có môi vậy. Chuột cầm mẫu hả? Có không có lỗ kìa. Thiệt tình vàng này. Hoành lớn không. Trời, hôm nay trời không nắng. Cái này cầu anh lấy cầu cả trăm cái bao á. Một chậu này nó xúc, nó cái chậu đó nãy anh xúc, nãy giờ nó xúc cả chục mười mấy, chắc 20 bao rồi. Anh tính nó bao nhiêu chậu này? Không thì mình xúc nữa thôi, có chậu nào á sử dụng mình xúc hết. Còn cái chậu nào là để nguyên nó lại vậy. Để đại ha. Dạ, bỏ xúc ra. Cũng như mấy cái cây nào mình sang qua chậu nhỏ thì mình bỏ lại. Còn cây nào xử lý lại mà mình thay chất trồng luôn là mình xúc hết đúng không? Dạ. Rồi. Xúc ra chỗ này không có chỗ chất luôn á. Rồi, để cho anh em tham khảo sơ sơ cái vườn mai này nè ha. Rồi đầu em xử lý ha. Rồi vậy xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc ha. Để em đi lợi ginh cái cây mai ra. Cho nó nặng mà em lấy máy xịt rửa xe. Xịt rửa cắt ngang. Cái nào tới mới tươi thôi. Còn nào khô bỏ. Cái chậu này là phải xúc hết á nha. Không phải chậu này mình lấy mình ngâm nước thuốc nè. Cây mai này tại đó tiết rễ nên mới lên vô cái chậu bự này nè. Chứ đúng ra cái cây mai này cái chậu chừng mà 1m2 là hết lốc rồi, quất cái chậu này cầu 1m4, 1m5 á. Chậu quá lớn mà. Chà cái này con rễ lại và cái này cái chậu 1, chậu 8 á. Mới có lọt.
rồi tiến hành hạ cái cây đó nha. Chào anh em nha.